Mazda CX-5 là một trong những mẫu SUV 5 chỗ bán chạy tại thị trường Việt Nam, bên cạnh các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson. Bước vào đầu tháng 8, Mazda CX-5 đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình ưu đãi dành cho khách hàng khi mua xe từ 30 đến 50 triệu. Chi tiết như sau, phiên bản CX-5 Deluxe chỉ từ 794 triệu, hai phiên bản CX-5 Luxury và Premium giảm lần lượt là 834 triệu và 874 triệu, và bản CX-5 Signature Premium AWD có giá sau ưu đãi chỉ 1 tỷ 14 triệu. Mazda CX-5 2022 sở hữu diện mạo đột phá, thể thao hơn, với cụm đèn pha LED có tính năng rửa đèn kết hợp dải đèn ban ngày ấn tượng, cản trước và khe gió mở rộng hơn tạo tính khí động học độc đáo. Bên cạnh đó, thân xe có những đường gân nổi thanh thoát, và bộ mâm xe kích thước 19 inch làm nổi bật sự hiện đại, mạnh mẽ. Bên trong khoang cabin rộng rãi, thoải mái với loạt trang bị tiện ích như ghế ngồi bọc da Napa, vân gỗ độc đáo ở nhiều chi tiết và cánh cửa xe, cụm đồng hồ phía sau tích dạng analog kết hợp màn hình điện tử, ở trung tâm hiển thị các thông tin chi tiết, màn hình giải trí kích thước 10.25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa 2 vùng độc lập, hệ thống loa Bose, sạc không dây cho smartphone. Về mặt an toàn, Mazda CX-5 2022 được nhà sản xuất trang bị gói an toàn i-Activsense cao cấp, với loạt tính năng như cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù. Mẫu SUV thế hệ mới này có hai tùy chọn động cơ gồm động cơ 2 lít cho công suất 188 mã lực và 232 Nm mô-men xoắn, và động cơ 2.5 lít turbo cho công suất 250 mã lực và 434 Nm mô-men xoắn. Tham khảo bảng giá lăn bánh xe Mazda CX-5 Deluxe mới nhất tháng 8. Giá sau giảm 796 triệu, phí trước bạ 48 triệu, phí đăng kiểm 340.000, phí bảo trì đường bộ 1.560.000, bảo hiểm vật chất xe 12.585.000, bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.000, phí biển số 20 triệu, giá lăn bánh tại Hà Nội 922 triệu và ở Sài Gòn là 913 triệu. Bảng giá trên chỉ là tham khảo, khách hàng nên liên hệ các đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết. Xe cộ